بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبعد قاموا بحديث كرسي tức là cái hadith được Allah subhanahu wa ta'ala phán, nó không phải là Quran. Allah subhanahu wa ta'ala phán: Ana inda dhanni 'abdi li fa in dhanna bi khayra falah wa in dhanna shar falah. Thì hadith do Ahmad ghi lại. Thì cái hadith này nó với ý nghĩa Allah subhanahu wa ta'ala phán ta, Allah xưng ta sẽ ở cùng cái suy nghĩ của nô lệ ta về ta. Chúng ta hãy nghe cái hadith này cho kỹ và chúng ta hãy áp dụng nó vào cuộc sống của chúng ta. Thì đây là cái hadith nó rất có giá trị về cuộc sống, và chúng ta cần phải nghe và hiểu cho kỹ để chúng ta làm theo. Tại vì Allah phán rằng Ngài sẽ ở cùng với suy nghĩ của nô lệ Ngài về Ngài, và Ngài nói nếu như họ suy nghĩ tốt về ta thì y sẽ được thế, còn nếu như y suy nghĩ xấu về ta y sẽ được thế. Nghĩa là nếu như chúng ta suy nghĩ tốt về Allah subhanahu wa ta'ala khi chúng ta bị một cái điều gì đó thì chúng ta sẽ được kết quả đó inshallah. Còn nếu chúng ta bị một cái điều gì đó chúng ta lại suy nghĩ xấu bởi nó đã xảy ra trước mặt chúng ta, những cái nguyên nhân là xấu, thì chúng ta sẽ được kết quả giống như vậy. Tại vì Allah phán Ngài sẽ giống như suy nghĩ của chúng ta về Ngài. Chúng ta đừng có cho rằng trên đời này có chuyện gì đó cản Allah, hoặc chúng ta đừng có tưởng rằng trên đời này có cái điều gì đó Allah không làm được. Không bao giờ. Bất cứ chuyện gì trên đời này chỉ cần Ngài muốn thì nó sẽ thành. Cho nên chúng ta đừng suy nghĩ xấu về Ngài, mà hãy luôn nghĩ tốt về Ngài. Ulama tafsir Quran họ nói khi mà Nabi Yusuf alayhi salam đối diện với cái án tù và phải làm theo cái điều xúi dục bậy của vợ của bá tước, vợ bá tước nói nếu như nhà ngươi không làm theo yêu cầu của ta đó, tức là làm bậy với bà ta, làm gì nài với bà ta, thì nhà ngươi sẽ gặp một cái tù tội hoặc một sự nhục nhã. Thì Nabi Yusuf alayhi salam đã cầu xin tha là được tù còn hơn là phải làm điều sầm bậy với họ. Ulama tafsir họ nói phải chi là bị Yusuf alayhi salam cầu xin Allah thoát khỏi cả hai điều đó, Allah cho là bị Yusuf thoát khỏi hai điều đó, không phải bị tù cũng không phải làm cái điều haram. Như bị Yusuf đã xin được tù tội thì Allah cho tội nguyện, Allah cho là bị Yusuf tội nguyện được vô tù, tại vì là bị Yusuf cầu xin được thế. Cho nên chúng ta gặp cái điều gì đó mà nó không làm chúng ta hài lòng, chúng ta đừng có gì sao nghĩ xấu về cái điều đó. Một vị tiến sĩ đang về đương đại cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala cho tuổi tác ông ta được dài hơn và cho kiến thức của ông ta được bền vững theo, cho ông ta giúp ích được Islam nhiều hơn. Amen. Ông ta nói cái hadith này đó, ông ta nói con người chúng ta khi mà gặp phải cái điều mà chúng ta lo lắng đó, thí dụ con chúng ta bị bệnh, hoặc chúng ta là làm ăn rơi và có trường hợp hơi bị trục trặc, thế chúng ta sẽ qua lo lắng, chúng ta sẽ có một kết quả xấu về cái điều đó. Chúng ta luôn lấy cái điều đó làm sự ám ảnh cho bản thân của mình. Thì cái tiến sĩ đó nói chúng ta sẽ không bao giờ tránh khỏi kết quả xấu đó. Tại vì chúng ta suy nghĩ xấu, chúng ta cho rằng đó sẽ không bao giờ tránh khỏi cái điều đó. Thì đó là sự suy nghĩ của chúng ta xấu về Allah, thì chúng ta sẽ được như vậy. Cho nên Allah nói là gì? Ta sẽ ở cùng với nô lệ của ta theo cái suy nghĩ của y. Nếu như y nghĩ tốt về ta, y sẽ được cái điều đó. Nếu như y nghĩ xấu về ta, y sẽ được cái điều đó. Có một người đàn ông, ông ta đi đến cảnh sát, ông ta trình báo rằng ông ta bị mất chiếc xe hơi, trên đó có 2.000 bị nết. Và ông ta mới thay với cảnh sát, ông ta nói tôi không biết phải làm như thế nào đây nữa. Tôi có tới 7 đứa con
7 chúng nó đều bị mù hết. Và nay bác sĩ mới nói với tôi, trong 7 số đứa con đó có 2 đứa có cơ hội sẽ sáng mắt trở lại, nhưng mà phải qua cái cuộc phẫu thuật, cần số tiền là 2.000 dinar để cho cái cuộc phẫu thuật đó. Thì tôi đã chuẩn bị một số tiền 2.000 dinar đối với tôi là một cái tài sản khổng lồ, và tôi đã thu gom và đã kìm chắc chiêu quấy lâu nay thì được cái tài sản là 2.000 dinar đó. Thì tôi đã chuẩn bị chiếc xe này, và tôi đã đem xe đến trước cửa nhà, và tôi để 2.000 dinar đó trong xe. Thì tôi vào trong nhà để dắt con mình ra lên trên xe để mà chở đi đến bệnh viện là một cái thành phố khác chỗ tôi ở. Thì tôi dắt 2 đứa con tôi ra thì mất tiêu chiếc xe, luôn 2.000 dinar trên xe nó đi theo. Thì có chuyện nào nó lại khổ như tôi như thế? Thì các ông bác, thì cái người cảnh sát nó mới nói đó là điều tốt mà, đó là điều tốt mà. Nếu như mà Allah subhanahu wa ta'ala phơi bày cái sự vô hình cho anh thấy đó, chắc chắn rằng ông sẽ lựa cái điều mà Allah đã cho ông, cho nó xảy ra đối với ông. Nhưng mà cái người đàn ông, cái người ông này, ông không quan tâm đến cái lời khuyên của cái viên cảnh sát đó, thì ông ta đi về. Thì khoảng một thời gian vài ngày sau đó, cảnh sát tìm được chiếc xe, nó nằm ở ngoài vùng sông, ở ngoài sa mạc á. Cái nguyên nhân là do những cái đứa trẻ nghịch phá đó, nó lên trên xe nó chạy thôi. Nó chạy khi mà hết xăng cái nó bỏ nó đi, xe không bị mất, bị hư hao, không bị bất cứ gì cả. Số tiền 2.000 dinar vẫn còn nguyên trên xe. Anh Hâm đi lên. Thì ông cảnh sát điện cho ông ta đi lại. Thì ông ta lại, ông ta lại mới nói, cảnh sát mới nói tôi có một tin mừng báo cho ông. Ông già mới nói tôi cũng có một tin mừng báo cho anh nữa nè. Thì cái người cảnh sát nói, dạ ông nói cho tôi biết tin mừng của ông đi. Cái ông già nói không, anh hãy nói cho tôi biết cái tin mừng anh nói với tôi đi. Thì ông già, cái cảnh sát nói tôi báo cho ông tin mừng là chiếc xe của ông tìm được thấy rồi, không bị hư, không bị mất, không bị gì cả. Và đặc biệt nữa 2.000 dinar của ông nó vẫn còn nguyên trên xe. Nhưng mà ông ta không tỏ vẻ mừng cho mấy. Ông ta mới nói, thì cái người cảnh sát mới nói vậy chứ tin mừng của ông là gì? Thì ông ta mới nói tôi báo cho anh một tin mừng này, hai cái đứa con của tôi dự định đem đi đến bác sĩ để mà phẫu thuật cho nó sáng mắt. Thì subhanallah, bỗng nhiên nó sáng mắt, bỗng nhiên nó sáng mắt không cần phải phẫu thuật. Tôi cũng không biết nguyên nhân tại sao tự nhiên nó sáng mắt lên. Thì cái người cảnh sát nói đó là điều tốt cho ông mà. Chúng ta nhớ là lời cảnh sát nói gì, đó là điều tốt cho ông mà. Nếu như ngay cái lúc đó cái người đàn ông nói, nếu như mà cái người mà bực dọc á, nếu như cái người không có niềm tin iman hoặc là bực dọc, có thể sẽ quá tốt gì mà tốt, con tôi bị như vậy giờ mất tiền qua là tốt. Nhưng mà người này là một người có iman, ông ta đã yên lặng, người ta đi về, thì đó là điều tốt đối với ông ta. Nếu như ông ta đem con mình đi bệnh viện phẫu thuật, không chừng á nó không lành mà lại hư con mắt, mà lại tốn thêm 2.000 dinar. Nhưng cái này nó mất tiền trì hoãn cái việc phẫu thuật, nhưng nó lại sáng mắt và đồng tiền nó vẫn còn y nguyên, chẳng phải là điều tốt hay sao? Có một người phụ nữ khác vào thời cái Nabi Dawud alayhi salam chạy đến gặp Nabi Dawud, bà ta khóc, bà ta nói thưa Nabi của Allah, Allah công bằng hay là Allah bất công? Nabi Dawud giật mình, nó nói này người phụ nữ bà nói gì vậy? Thì bà nói thưa Nabi của Allah, Allah công bằng hay là Allah bất công? Thì Nabi Dawud nói tất nhiên là Allah công bằng, Allah không giờ gây bất công với bất cứ ai cả. Thì bà ta mới nói Nabi có biết không, tôi cần phải dệt giải một số lượng nhất định trong một thời gian nhất định, mới đủ một số lượng giải đó, đủ thước đất để tôi đem ra chợ tôi bán. Và đó là cái tài sản, và đó cũng là cái cách sống mà tôi sống, nuôi bản thân tôi với con tôi ở nhà. Thì đang trên đường tôi may, hôm ngày hôm đó tôi dệt khúc vải màu đỏ, tôi đang đội trên đầu vậy nè, đi ra chợ bán. Thì đang đi trên đường, có bỗng có một con chim ở trên nó bay xuống, nó gấp cái vải tôi đi, tôi chụp không kịp, còn con chim lớn nữa, nó tha đi mất tiêu rồi. Vậy với vợ, mẹ con tôi sẽ sống như thế nào đây? Thì bà ta khóc, bà ta than với Nabi Dawud alayhi salam. Thì bỗng cũng trong cái thời gian chưa, cái người phụ nữ vẫn chưa rời khỏi Nabi Dawud, thì có 10 người đàn ông đi vào. 10 người đó là 10 người thương gia. 10 người đó đi gặp Nabi Dawud, mỗi một người móc đưa cho Nabi Dawud mới nói
Thưa Nabi con lót, chúng tôi đã nguyện là chúng tôi sẽ bố thí 100 dinar. Mong Dawood chia giúp. Mỗi một người đưa cho Nabi Dawood alayhi salam 100 dinar là 10 người là 1000 dinar. Thì Nabi Dawood alayhi salam hỏi cho nguyên nhân tại sao? Thì 10 người đó mới nói: trong lúc chúng tôi đang đi trên biển thì chim tạo của chúng tôi nó bị lủng một cái lỗ. Thì chúng tôi không biết phải biết làm cái gì nữa để mà bịt cái lỗ đó lại. Thì đâu từ trên trời có con chim nó thả cái khúc vải xuống, khúc vải màu đỏ. Thì chúng tôi đã lấy cái vải đó, chúng tôi đắp vào cái lỗ đó. Và chúng tôi đã nguyện với lòng chúng tôi đã thề với nhau: nếu như Allah cho chúng tôi bình an lên tới bờ, chúng tôi sẽ mỗi một người bố thí 100 dinar. Thì đây là 1000 dinar. Thì Nabi Dawood alayhi salam cầm 1000 dinar đưa cho cái người phụ nữ đó này. Tiền của bà, khúc vải của bà đã bị đi về. Allah subhanahu wa ta'ala ban cho bà cái rizki nó ở trên trời, ở trên mặt đất liền và ở nên biển cả và đi về. Thì những chuyện xảy ra với chúng ta đó luôn là tốt đối với chúng ta, luôn tốt đối với chúng ta. Tại vì Allah là đấng biết hết tất cả chuyện hiện tại và chuyện vô hình. Chuyện vô hình tức là chuyện chúng ta không thể nhìn bằng con mắt thường của mình. Ngài che nó khỏi con mắt của chúng ta để cho nó xảy ra, để chúng ta không biết, để Ngài thử lòng tin của chúng ta vào Ngài, để chúng ta suy nghĩ về Ngài như thế nào. Chúng ta biết Thượng Đế chúng ta thương chúng ta hơn cả chúng ta thương bản thân của mình. Bản thân của mình nó nằm ở trong lòng ngực của mình, mà chúng ta còn gây hại đến nó bằng những cái điều haram Ngài cấm. Còn Allah subhanahu wa ta'ala, Ngài cấm chúng ta, Ngài thương chúng ta hơn cả mẹ ruột của chúng ta thương chúng ta nữa kìa. Allah thương chúng ta hơn cả mẹ ruột của chúng ta thương chúng ta nữa, thương hơn rất là nhiều. Cho nên Ngài không bao giờ gây hại chúng ta bất cứ điều gì. Một khi nó đã xảy ra chúng ta không thích, đó chẳng qua là thử thách. Thì hãy nghĩ tốt về Ngài. Ta, Allah phán cái hadith, ta ở cùng với nô lệ của ta theo cái suy nghĩ của y. Y nghĩ tốt về ta thì y sẽ được thế. Còn y nghĩ xấu về ta, y sẽ được thế. Thì khi gặp cái chuyện gì mà chúng ta không thích hài lòng, chúng ta hãy nghĩ tốt, đó là điều tốt đối với chúng ta. Allah lựa chúng ta là anh hầm thôi là nó sẽ tốt. Vì chúng ta hãy thường xuyên nói câu, đó là điều tốt mà. Thật sự mọi thứ xảy ra đối với chúng ta hay là xung quanh chúng ta là tốt cho chúng ta, nếu như chúng ta lựa. Nếu như Allah phơi bày cái điều vô hình mà Ngài đã che mắt khỏi chúng ta đó, nếu chúng ta, nếu Ngài phơi bày cho chúng ta thấy, thì chúng ta sẽ lựa những gì Ngài đã lựa cho chúng ta, chắc chắn là cái điều đó. Thì hãy suy nghĩ tốt vì Allah subhanahu wa ta'ala, chúng ta sẽ được những gì Ngài đã chuẩn bị cho chúng ta. Thì cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala gia tăng cái niềm tin đi mà chúng ta vào Ngài. Thì cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala hướng dẫn chúng ta đến những cái điều Ngài lòng, Ngài hài lòng. Và cầu xin Ngài tha thứ chúng ta những gì chúng ta sơ sót và những gì chúng ta chưa có biết về Ngài. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.